Chào các bác nhé. Hôm nay bên shop Thanh Thảo này mới về rất là nhiều kéo. Và để gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc thì em cũng chi tiết một chút về cái dòng kéo này. Thì đây là một mẫu kéo 4m, một mẫu kéo mà thời điểm này các bác đang ưa chuộng nhiều nhất. Thì cái dòng này thì giúp các bác cắt cành trên cao nhé, cắt được độ cao 4-5m. Một chiếc kéo rất nhiều chức năng. Đây, em chi tiết một chút về cái chiếc kéo này. Để gửi tới các bác thì đây là một chiếc kéo 4m có hai lẫy rút, dòng cao cấp nhất nhé. Một chiếc kéo này khi thu về thì nó sẽ là 1m8, còn kéo ra thì nó sẽ là 4m. Nó có một cái lưỡi hái quả đây, kẹp quả trên cao không rơi, bằng cái lưỡi này các bác có thể kẹp quả độ cao là 5m nhé. Còn khi kẹp quả xong rồi, hái hết quả trên cây rồi, các bác có thể dùng cái phần đằng sau này để tỉa cành cho cành rơi trực tiếp. Đấy thì chiếc kéo này ống của nó sẽ là nhôm hợp kim. Với một cái lẫy rút đầu tiên này các bác rút ra thì sẽ là 3 đoạn, còn cái lẫy rút dưới này thì rút ra độ 1m nhé. Đấy thì đây là cái cách để rút, thì các bác hãy ấn cái lưỡi kéo này vào. Một chút em sẽ chi tiết luôn để các bác nhà mình được xem. Thì đi cùng kéo thì sẽ có một lưỡi cưa giúp các bác cưa cành to bằng cổ tay nhé, ở trên cao rất chi là dễ dàng. Đấy và với một chiếc kéo 4m nó thì là ống nhôm hợp kim, ống tròn như thế này. Ống nhôm hợp kim tròn và cái phần cán tay của nó cũng vô cùng là chắc chắn nhé. Đây các bác này. Đấy. Cái cán của nó thì cũng sẽ là bằng gang, bằng thép nha các bác nhé. Đặc biệt thì nó có một cái lò xo rất chi là to ở đây, giúp chiếc kéo của bác sẽ chắc khỏe hơn với cái dòng 4m này. Thì bên cơ sở Thanh Thảo em là bên shop dụng cụ nông nghiệp, em nhận ship hàng đi toàn quốc. Các bác ở đâu trên mọi miền Tổ quốc khi xem được cái video này của em, các bác đang cần dòng kéo cắt cành trên cao này thì hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại của bên em là 0888 636 138, là số điện thoại chính của bên em có Zalo để tư vấn các bác về tất cả những cái sản phẩm nhé. Đây là một dòng kéo cao cấp của bên cơ sở em đây. Thế thì hôm nay em chỉ chi tiết với các bác về cái dòng 4m này thôi. Còn với cái dòng liên doanh này thì bên em có loại 3m và 5m, 3m, 4m và 5m. Nhưng mà với cái dòng 4m này thì được các bác ưa chuộng nhiều nhất. Đấy, cái trọng lượng của chiếc kéo này thì nó sẽ lên là 1,8 cân nhá. À và em chi tiết một chút về cái cách mở cái khóa kéo này ra. Đấy nhá, sẽ mở khóa kéo ở đây này các bác này. Mở ra đây. Mở ra đây nhá. Đấy. Khi chiếc kéo mới các bác phải mở ra như thế này mới hoạt động được. Và khi các bác hái quả các bác lưu ý nhé, cái phần tay cầm khi các bác kẹp quả chặt, các bác phải bóp chặt vào như thế này thì nó mới giữ được quả. Còn khi mà đã hạ xuống đất rồi thì các bác sẽ há cái phần tay ra thì nó sẽ nhả quả ra nhé. Như thế thì nó mới giúp chiếc kéo của các bác vặt quả không rơi được. Dùng xong thì các bác lại khóa kéo vào. Đấy, tra cho ít dầu thẳng dọc cái ống thân kéo này và dựng kéo lên. Đấy, thì đây là một chiếc kéo 4m nhé. Em cũng vừa chi tiết tới các bác cái cách dùng cũng như là cái hoạt động chức năng của chiếc kéo này để gửi tới các bác. Đấy thì các bác mà quan tâm nhiều hơn tới dụng cụ nông nghiệp thì đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, nút đỏ đấy ạ, để sẽ theo dõi tiếp những cái video của bên em về những cái mẫu sản phẩm dụng cụ nông nghiệp cao cấp. Đấy thì khi các bác xem được cái video này, hiện tại là các bác chưa muốn mua, các bác chỉ muốn tham khảo thôi, thì hãy lưu số điện thoại của em vào đây nhé. Và tiện alo trực tiếp em sẽ tư vấn cho các bác về tất cả những dòng. Còn khi nào quyết định tới mua thì các bác mới để lại địa chỉ số điện thoại thì em sẽ gửi. Đấy thì em cũng vừa chi tiết về cái dòng kéo 4m này. Số lượng của bên em thì rất chi là nhiều, chuyên cung cấp ra trên cả nước. Đấy, các bác ở đâu trên mọi miền Tổ quốc em cũng bao ship hoàn toàn với cái dòng kéo này nhé. Khi các bác mua sẽ không mất tiền ship và giá cả thì sẽ hợp lý nhất. Nói là thấp nhất đi trên thị trường luôn. Đấy, cứ alo trực tiếp tới bên em để tham khảo cái mẫu kéo này. Thì một cái video ngắn này cũng xin kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác một cái video sau sẽ chi tiết về cái sản phẩm khác của bên cơ sở nhà em. Chào các bác ạ.